Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Tốt Sao Hoa Nơi chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn những tin tức và những bộ phim hot nhất của điện ảnh hoa ngữ Và ngay sau đây sẽ là thông tin chi tiết Việc ủng hộ thần tượng một ngôi sao nào đó là mang tính chất giải trí rất đổi bình thường Thế nhưng sự thật thì hoàn toàn không phải vậy Hóa ra để có thể vững tâm trở thành fan của một trong số các ngôi sao dưới đây thì chúng ta cũng cần phải đối mặt với hệ số nguy hiểm khá cao. Bạn xếp hạng này đánh giá theo 5 bậc đồng thời liệt kê ra một số lý do để đánh giá mức độ nguy hiểm khi trở thành fan của một ngôi sao nào đó. Bước chân vào giới giải trí từ sau một cuộc thi sống còn năm 2016 và mãi tới năm 2019, Tiêu Chiến mới có cơ hội bạo hồng, một bước từ hàng ngũ diễn viên chẳng mấy người biết tên trở thành đỉnh lưu nhờ bộ phim Trần Tình Lệnh. Những ai thường xuyên theo dõi giới giải trí hoa ngữ đều biết rằng để trở thành fan của một đỉnh lưu mới nổi thì luôn tiềm tàng cực kỳ nhiều nguy hiểm. Bạn phải có một tinh thần thép để đối mặt với hàng loạt tin đồn từ đối thủ của thần tượng, vận dụng cả tá kinh nghiệm đào mộ mạng xã hội sau chuỗi sự kiện để bác bỏ tin đồn cho idol. Trong trường hợp của Tiêu Chiến thì fan của nam diễn viên này đã phải đối đầu với một vụ có thể nói là cực kỳ hiếm gặp và cũng rất nghiêm trọng. Đó là sự kiện 227 hay còn có tên gọi là sự kiện A03. Sau sự kiện này, thậm chí không ít người từng khẳng định phải trên thông thiên văn với từng địa lý, hiểu biết từ giới sáng tác văn học mạng tới âm nhạc điện ảnh mới có thể bảo vệ được thần tượng. Thường thì một fan của Tiêu Chiến sẽ phải chiến đấu với ít nhất 2-3 fan của các lĩnh vực nói trên. Bởi vậy, có vẻ như không một ai phản đối được việc làm fan của nam diễn viên sinh năm 1991 này cũng là việc có hệ số nguy hiểm cao. Thế nhưng cũng vì thế mà fan của Tiêu Chiến đều là fan trung thành và theo dõi các hoạt động của thần tượng cực kỳ sát sao. Vương Nhất Bắc, 3 trên 5 cái tên tiếp theo có trong bảng danh sách này chính là Vương Nhất Bắc, cũng thăng hạng cực nhanh nhờ bộ phim Trần Tình Lệnh, Nam Idol từng ra mắt trong một ban nhạc Hàn Quốc với tài năng vũ đạo đỉnh cao, đã chính thức đặt dấu chân của mình tới lĩnh vực phim truyền hình cũng như điện ảnh không gặp phải những sự kiện mang tính chất sống còn như tiêu chiến. Tuy nhiên, để trở thành người hâm mộ của Vương Nhất Bác, bạn cũng cần sức chiến đấu từ tâm khá trở lên. Lý do được đưa ra vẫn là vì nam diễn viên là một đỉnh lưu mới nổi trong những năm gần đây. Các tin đồn từ tình cảm cho tới thái độ trong công việc, thậm chí là tin đồn đỉnh lưu hết thời luôn xuất hiện liên tục, khiến fan phải có độ cứng nhất định để có thể phản bác rút thần tượng. Chia Bài 3 trên 5 nếu nhắc tới những sóng gió và nguy hiểm mà fan phải trải qua, thì chắc chắn không ai có thể bỏ qua lực lượng người hâm mộ hùng hậu của Chepoi. Hiện nay, dù cả ba chàng trai đã hoạt động solo, mỗi người có một định hướng riêng biệt, thế nhưng xem chừng sóng gió vẫn chưa bao giờ dừng lại với fandom này. Trước đây khi cả ba còn hoạt động trong nhóm thì cuộc chiến giữa fandom của nhóm và các fandom khác có lẽ còn không gây cấn bằng các fandom riêng lẻ của từng thành viên. Thậm chí cả vô fan cũng tham gia vào chiến trường, khiến cho fan của J Boy thường treo nhau là phải chiến đấu với thù trong giặc ngoài vì tài nguyên của từng người. Cho tới bây giờ khi mỗi người đã có một con đường riêng biệt, tưởng chừng như sóng gió đã qua, thì hóa ra những cuộc chiến đấu âm thầm vẫn chưa hề dừng lại. Hiện nay thì tuy không nhiều những việc so sánh sự thành công của ba mảnh ghép chia boy vẫn tồn tại và tất nhiên fan của mỗi người lại phải ra sức tìm số liệu chứng minh thành công của idol. Dương tử 3 trên 5 Chẳng trách các tử mễ sẽ có tên trong bảng xếp hạng toàn những fan đầm của sao nam này. Lý giải cho nguyên nhân của hiện tượng này cũng không khó. Cô nàng họ Dương vốn xuất thân từ ngôi sao nhí, cùng với việc có lượng fan tích góp qua hàng chục năm, thì số anti fan cũng khá đông đảo. Nhất là sau khi những bộ phim như Hương mật tự khói xương, thân ái nhiệt ái đều có thành tích nổi trội. Vậy là không chỉ riêng anti fan mà các tử mễ sẽ phải đối mặt với số lượng không nhỏ fan của các sao nữ đang cạnh tranh với thần tượng mình một nguyên nhân khác nữa là việc Dương Tử thường đóng cặp với các sao nam thuộc hàng đỉnh lưu như Tiêu Chiến, Chu Nhất Long và có được sự tương tác ổn định từ bạn diễn, việc này cũng khiến fan của các idol nam dành cho những diễn viên nhiều sự đề phòng và tất nhiên là fan của Dương Tử lại phải đứng lên để bảo vệ thần tượng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi, đừng quên để lại những ý kiến của mình ở dưới phần comment nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.